Xin chào cô bác chị Hoàng. Trước tiên thì Sơn cũng xin kính chúc cô bác chị Hoàng được thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay Sơn làm cái món thịt ba gọi quay chảo. Mình mua được gần 4 kg thịt, sắt chia ra 3 miếng, mình rửa muối sạch hết rồi. Để quay chảo thì mình có chuẩn bị rồi, củ trắng và nước cốt hành tím với tỏi, mình giã nhuyễn rồi mình vắt lấy nước. Để quay khô cái bông tây vị, miếng màu tôm, hành lá với hành tím với gừng và bột ngọt hạt nêm, muối cho củ trắng vô, gừng, hành tím, hành lá. Lá mình cuột cho nó tiện, nó hỏi mà công nó hồi nó bả tùm lum. Và quế khô với bông tây vị, hạt nêm, bột ngọt, mình luộc cho thịt nó chín cái da, cho cái da nó mềm chút. Cái da heo vậy được. Cái thịt này cũng chưa chín đâu, nó mới có khoảng 8/9. Chín anh ha? Chưa, mới 8/9. Còn khương thì khương này là hồi mình cho cái đồ ớt vô cho nó thấm. Xôm cái này, cho nước cốt hành, cốt tỏi vô. Cho miếng màu tôm vô. Cái này là nước sôi cho nó tan. Rồi mình lấy cái nĩa mình xôm cái da nó, mình xôm mình canh nó vừa tới cái miếng mỡ rồi đấy. Mình lấy tay giấu cho mình cho nó vừa tới cái miếng mỡ thôi. Chấm nó khô. Khô cái miếng da đem đi phơi nắng, phơi nắng tầm 2 tiếng, hơn 2 tiếng sau mình mới chiên. Cái dầu mỡ nữa chùi cho nó khô luôn. Đó. Chùi thiệt khô luôn. Thì mình cho chút xíu muối vô cho nó đỡ văn nổ. Cho nó nổ thoải mái luôn. Cho nó nổ hết luôn. Xíu nữa. Nó còn nổ, cho nó nổ.
rất là hấp dẫn luôn đó. Rất là ngon. À, thì được rồi, mình để ra đây cho nó rút dọc. Xin chào ông bà cô bác và các bạn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay hai anh em ăn heo quay chảo nha. Dạ. Bỏ nó cần ha. Ngon ha. Bỏ nó cần thế. 1,5 kg. Bỏ xuống ăn thôi. Có 1,5 kg luôn. Vậy là cái dĩa này 200g thì hai anh em ăn 2,5 kg. Tức là ăn hết trong cái này luôn á. Đúng rồi, căng như vậy. Cái này em không ăn được. Trái đâu không ăn thì bỏ qua kia. Trái cháy không có nhiều ăn hết. Được. Như thế này, anh Huy, chị Tung. Hai anh em ăn trong vòng 20 phút nha. Dạ. 25 phút tùy. Sao anh Huy? Hả? Ý anh sao? Áo anh xì. 25 phút đi, lỡ mình 20 phút mình tới mình cũng mình thủ cái thắng mình phủ bì chứ không? À. Rồi, ok. Đúng không? À, mình ăn trong phần dễ mà. Ừ. Hết có cái này. Nhớ đây. Nước hả? Nước ở dưới này đi để mời chú anh chị và các bạn dùng heo quay chảo. Chảo. Xin mời. Rồi nha, chuẩn bị nha. Đây. Này càng tiếng rồi. Chuẩn bị đây. Chuẩn bị anh Huy. Dạ. À, nãy xin bao nhiêu phút? 25 phút không? Ừ. Rồi, 25 phút chuẩn bị bắt đầu. Cái này ăn nhanh á, ăn mà chậm quá thì nó sẽ là cái da nó dẻo lại, nó còn nóng thì nó giòn, mà lúc mà nó nguội lại thì nó sẽ dẻo. Nhưng mà nó cái da hôm nay là mua gặp con heo heo hơi lớn, mình hôm nay bị xui rồi, mình mua heo của người quen mà mua hôm nay gặp heo nái rồi. Hơi bị dai chút. Có thể mà khi mà nó nguội mình sẽ loại bỏ phần da cũng được. Da ăn được ăn. Hôm nay mình muốn làm cái món này để cho da giòn tan mà mình. Khi anh em ăn còn nóng thì nó còn giòn, mà lúc mà nó nguội là nó sẽ dẻo. Anh em mà khó ăn chút, anh em ăn được thì ăn, ăn được thì bỏ cái phần da ra cũng được, tùy anh em nha. Cho bỏ phần da đi em ơi. Rồi, ok. Ừ. Để nó nguội lại là nó sẽ cái da nó dẻo. Quay chảo thì rất là ngon nhưng mà xui xòi là cái da heo nái. Tung bỏ da ra đây em. Cái da heo mà mình làm mà da heo mà chiên giòn là mình luộc heo da nái, heo nái càng ngon. Lý do là mình luộc cho thiệt là chín nó mềm, xong mình sắc ra mình phơi nó thật là khô, và lúc đó mình chiên thì nó sẽ giòn khấu như cái bánh hồng tôm luôn. Lúc trước mình cũng có làm một clip đó là da heo chiên giòn bánh như bánh hồng tôm, lúc đầu cũng lâu lắm rồi. Heo này để đi mà bán bự lại vô phương ăn nổi. Heo này là cái mình nướng không cũng ăn không nổi, nhờ là mình luộc rồi. Hôm nay xui cờ mua gặp heo hết sức buộc.
không được. Cây nó cũng hơi dài. Cái này giống như thi ăn dây thun. Thank you.
Còn 6 miếng. Chụp hay quá chị ơi, 6 miếng luôn chứ. Anh em ăn còn bằng nhau luôn. Như là ngày trưởng nấm vú á, đúng rồi, nó có cái nấm á, đúng rồi, trong kỳ hoài nó không sức đâu, cái nấm. Nhưng mà cái thịt heo này ăn thì cũng được thôi, tại anh em ăn thi nhau, đua với nhau, thành ra là cái hơi khó chút. Chứ mà ăn bình thường thì cũng rất là ngon.
nó không có gì. Rồi, ăn gấp mình thấy nó cảm nhận nó là ăn nó hơi dai thôi, thật chắc là nó vừa ăn cũng rất ngon. Cái này mà sắc bỏng mỏng ra kẹp với gạo sống chấm mắm chua được cũng hết bài. Lớp này nó giòn mở cái nó giòn thịt thì đã thơm. Thank you.
với xì tùng thì ăn đậu khô ăn hơi chậm, đậu nước thì ăn được, đậu khô ăn mình thấy cảm nhận là ăn hơi chậm. Hai anh em ăn có hai miếng ngang nhau luôn. Mà hôm nay cái thử thách này không thể nào vượt qua. Khoảng 35 phút mới có thể vượt qua. Anh em ăn đồ thịt đồ khô này chậm quá. Chụp anh bà nãy giờ hai dĩa rồi dân à. Bóc mình đã sắp xếp cho anh Huy với thì Trung rồi ăn đồ nước rồi. Cái này nuốt thì bột thấy hơi bị khó. Không kịp giờ. Thế mà heo này nó heo nái thiệt nhưng mà cũng chưa gọi là dai lắm. Ăn được chứ không dai lắm. Là hai anh em ăn không quen, chưa quen ăn đồ khô thế này. Theo mình nghĩ. Mình nhìn thấy quê thì mới ảnh mình ăn cái này số lượng nhiều, ăn khô này không kịp phải rồi.
thử hai anh em ăn tới 25 phút còn mấy miếng. Muốn cho hai anh em ăn hết hai cục này là tầm khoảng 40 phút. Chắc là mình nghĩ mỗi miệng dữ lắm. Còn người còn hai miếng, hai cục xíu bên tay. Rồi cũng hết, sắp hết giờ luôn. Hết giờ rồi, hôm nay anh em không 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 vượt qua được thử thách nha. Sao Quy có mọi miệng không Quy? Em nói chuyện và nói hết gao mà. À, biết nhìn thấy biết sao à, em chị Tông à, ơi hai bên đây hả? À, em ăn đồ khô ăn full ba xa lắm. À, heo thì rất là ngon nhưng mà có cái hơi dai chút đỉnh thôi chứ không có mức độ dai lắm. Cho rồi ok, nhưng mà nói thế này à, đừng buồn nha. Không có gì à, nhưng mà cũng có phiếu mãi cho hai anh em mỗi người một xì cũng phơi. Cảm ơn anh. Ừ, nói chung là anh em không nhận được giải nhưng mà cũng dám phiếu mãi cho anh em có tiền uống một hai ly cà phê ha. À, mấy anh em ở đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn suốt thời gian qua ủng hộ mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe, trong năng chào là ba.